Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chưa nhập vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ, người dân chủ động bảo vệ sức khỏe. Một số đoạn đường ở Bình Dương biến thành sông, có người còn tranh thủ thả lưới bắt cá. Khắc phục lũ cát đỏ tràn xuống tuyến đường ven biển Phan Thiết gây gián đoạn giao thông. Điều tra đường dây lừa hơn 300 người truy cập ứng dụng, chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh lại ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Như vậy, tính đến nay, thành phố đã ghi nhận 4 trong tổng số 5 trường hợp của cả nước. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân thường trú tại huyện Bình Chánh chưa ghi nhận yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây. Những người tiếp xúc hiện sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh. Đối với những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này, thì HCC đã liên hệ và hướng dẫn họ tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày. Việt Nam chưa nhập loại vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ, do đó HCDC khuyến cáo người dân tự chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh tiếp xúc với các nguồn lây khi đi du lịch nước ngoài. Lịch đến những cái nước mà có dịch bệnh, đang có lưu hành dịch bệnh, không tiếp xúc với thú có túi, thú gặm nhấm hoặc động vật linh trưởng tại nước thì cần liên hệ cơ sở y tế được để khai báo và được tư vấn. Tại Việt Nam, bệnh đậu mùa khỉ được xem là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Bệnh thường là một bệnh tự giới hạn với các triệu chứng kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Trường hợp nặng có thể xảy ra, tỷ lệ tử vong trước đây dao động từ 0 đến 11% trong dân số nói chung và cao hơn ở trẻ nhỏ. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố vừa thông tin về trường hợp một bé trai 3 tuổi bị đũa đâm vào mũi dẫn đến thủng sàn sọ. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hết sức thận trọng khi cho trẻ chơi đùa với các vật sắc nhọn. 2 tuần sau khi bị tổn thương, bé vẫn bị chảy dịch một bên mũi. Bệnh viện Tai Mũi Họng khi tiếp nhận thì phát hiện bé bị rò dịch não tủy từ chấn thương thủng sàn sọ. Đây là một ca phẫu thuật cũng rất là hồi hộp mà cũng may mắn là sau cùng là làm được tốt cho bé và phẫu thuật thành công. Sau khi bé được ra viện 7 ngày thì bé sẽ được tái khám lại mỗi hàng tuần để theo dõi trong vòng 3 tháng tới 1 năm tới 2 năm. Vi khuẩn ở dưới mũi nó sẽ xâm nhập vào sọ não qua cái lỗ thủng và nó gây viêm màng não là cái trước tiên. Ngoài ra những chấn thương do cái vật nhọn như vậy cũng tương đối nguy hiểm, là nếu như mà nó trúng các cái mạch máu lớn ở cái vùng sàn sọ thì có thể gây chảy máu ồ ạt và nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ khuyến cáo khi bị dị vật đâm trúng không nên tự ý rút ra vì sẽ gây chảy máu hoặc chảy dịch não tủy nhiều hơn, nên cố định người bệnh và đưa đi cấp cứu kịp thời. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ sáng nay khiến một số đoạn đường ở Bình Dương biến thành sông. Nhiều phương tiện bị chết máy, thậm chí người dân thì tranh thủ đi thả lưới bắt cá. Theo ghi nhận, đường dẫn vào hệ thống thu gom nước thải phường Định Hòa, trạm bơm nâng số 2 thành phố Thủ Dầu Một và đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một đều bị ngập sâu khoảng 60cm, kéo dài khoảng 200m. Tại đường Hồ Văn Cống, do nước ngập ngay trước hai bệnh viện nên nhiều bệnh nhân phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ phường để di chuyển ra ngoài. Người dân cho hay đây được xem là đợt ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay. Theo ghi nhận, đến hơn 11 giờ cùng ngày, nước trên đường Hồ Văn Cống vẫn chưa có dấu hiệu rút, mưa tiếp tục diễn ra. Sáng nay, nhiều khu vực khác ở Bình Dương cũng bị ngập do mưa lớn kéo dài. Mưa lớn kéo dài khiến lượng lớn cát, bùn đỏ tràn xuống đường kết nối trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với khu vực phía Nam. Trưa nay, các lực lượng chức năng cùng người dân và các phương tiện cơ giới đã khẩn trương khắc phục sự cố. Khoảng 16 giờ chiều qua, tuyến đường tỉnh 719 dọc biển tại khu vực hai thôn Tiến Hải và Tiến Phú, xã Tiến Thành bất ngờ bị nước lũ từ phía đồi sau khu dân cư tràn xuống, gây ngập đường. Nước lũ kéo theo cát đỏ ở trên triền đồi giáp một dự án bất động sản nghỉ dưỡng rộng gần 1.000 hectare đang triển khai. Đoạn đường bị cát tràn xuống dài hơn 500 mét, ngập 20 đến 50cm tùy chỗ. Nhiều nhà ven đường bị cát tràn vào, một mố cầu ở thôn Tiến Hải cũng bị lũ cát làm sập. Chính quyền xã Tiến Thành phải phong tỏa đoạn đường. Theo người dân địa phương, mấy năm trước, thỉnh thoảng cát đỏ tràn xuống khu vực sau các trận mưa, song mức độ không lớn như năm nay. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo ngành giao thông vận tải và công an thành phố tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn, trong đó tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ theo thẩm quyền đúng quy định.
việc Thành phố Hồ Chí Minh siết hoạt động xe khách, xe giường nằm trong bối cảnh liên tiếp mới đây xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe giường nằm của nhiều nhà xe hoạt động trên địa bàn thành phố, cho thấy hoạt động của loại hình kinh doanh vận tải hành khách này còn nhiều bất cập, không đảm bảo an toàn. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 10 cho biết, ngành đường sắt thành phố chính thức nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 bắt đầu từ hôm nay 2 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10. Số lượng đăng ký vé tập thể cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 22 tháng 10. Lịch chạy tàu dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 2024, tức 16 tháng Chạp, đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức 16 tháng Giêng. Hiệp hội Nước mắm Việt Nam mới đây cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia nhằm đưa nước mắm, gia vị cốt lõi của các món ăn Việt lên tầm cao mới, đồng thời chung tay xây dựng bộ hồ sơ chuẩn chỉnh để nghề làm nước mắm sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo các số liệu thống kê, ngành hàng gia vị của Việt Nam có quy mô thị trường khoảng 33.500 tỷ đồng, trong đó tới 64% đóng góp từ phân khúc nước chấm, với nước mắm là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Một đối tượng trong đường dây lừa hơn 300 người qua app hẹn hò và kỹ nữ, chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng vừa bị bắt giữ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin cho biết sáng nay. Ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng nhận được trình báo của một nạn nhân bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi truy cập vào đường link hẹn hò.bio để tìm bạn trên app kỹ nữ. Sau một thời gian tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng Vũ Duy Sơn, 26 tuổi, trú thành phố Hà Nội. Bước đầu Sơn khai nhận, khoảng giữa tháng 10 năm 2022, thông qua mạng xã hội, Sơn quen biết Hùng và Minh sinh sống ở Dubai. Tháng 12 năm 2022, Minh giao Sơn đứng ra nhận tiền chuyển khoản từ nhiều người khác với tiền công 12 triệu đồng một tháng. Sơn cũng được biết tiền chuyển khoản đến từ những người bị lừa tham gia vào app hẹn hò và kỹ nữ. Minh giao cho Sơn 6 điện thoại di động và 31 tài khoản ngân hàng. Hàng ngày thông qua ứng dụng hẹn hò và kỹ nữ, nhóm của Minh dụ dỗ người chơi thêm tiền để làm thành viên VIP. Tiền nạp càng lớn và đăng nhập thành công thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng một khoản tiền lãi. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, Sơn đã giúp cho nhóm của Minh lừa hơn 300 người, chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng. Riêng Sơn thu lợi được khoảng 300 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Trong phần sau của chương trình, tưởng chỉ có trong phim viễn tưởng như Transformers, nhưng này đã có ngoài đời thực. Ajax, robot khổng lồ nặng 3,5 tấn. Trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo giúp khách tham quan trò chuyện với người anh em song sinh kỹ thuật số của Van Gogh. Thưa quý vị, nhiều công ty khoáng sản và luyện kim đang giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong quá trình khai thác và chế biến. Một phần nguyên nhân là để đảm bảo chuỗi cung ứng. Công ty Vale Indonesia đang vận hành các cơ sở luyện kim ở Sorowako, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia bằng thủy điện. Doanh nghiệp này cho biết họ có thể giảm lượng khí CO2 hơn 1,1 tấn mỗi năm so với việc sử dụng dầu diesel. Theo công ty tư vấn McKinsey & Company, hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản chiếm từ 4 đến 7% lượng khí thải toàn cầu gây hiệu ứng nhà kính. Chúng tôi đã đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ để xây dựng 3 đập thủy điện. Thủy điện còn giúp giảm thiểu chi phí hoạt động vì chúng tôi bớt phải phụ thuộc vào giá nhiên liệu và than biến động. Tuy nhiên, Vale Indonesia vẫn phải sử dụng than để vận hành các lò nung. Doanh nghiệp này cho biết đang có kế hoạch chuyển sang sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng được đánh giá là sạch hơn than. Chi phí chuyển đổi, mở rộng và xây dựng cơ sở tầng xanh được xem là một rào cản lớn với nhiều doanh nghiệp. Thế nhưng, theo các chuyên gia, việc chuyển đổi xanh sẽ thu hút đầu tư vì đây là xu hướng chính được các nước theo đuổi. Robot người lái khổng lồ vốn được coi như sản phẩm chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng giấc mơ sở hữu một gã khổng lồ như vậy sẽ sớm có cơ hội trở thành hiện thực với mức giá lên tới gần 3 triệu đô la Mỹ. Công ty Tsubame Industries ở Nhật Bản vừa giới thiệu một robot với kích thước khổng lồ mang tên Ajax, được đặt tên theo một loài khủng long cổ đại. Ajax cao khoảng 4,5 mét và nặng 3,5 tấn. Hình dáng được thiết kế giống với người máy trong loạt phim nổi tiếng Mobile Suit Gundam của Nhật Bản. Công ty này đã mất 2 năm để phát triển robot. Ý tưởng ban đầu của tôi là muốn tạo một phương tiện di chuyển kiểu mới. Tuy nhiên, Nhật Bản vốn nổi tiếng với loạt phim hoạt hình, trò chơi điện tử, robot và xe mô tô. Vậy nên tôi nghĩ tại sao mình không kết hợp tất cả chúng lại. Ajax có hai chế độ gồm robot đứng thẳng và lái xe.
Khi ở chế độ robot, người ngồi bên trong có thể điều khiển khớp tay và chân thông qua màn hình ở buồng lái. Còn ở chế độ lái xe, nó có thể chạy với vận tốc 10 km/h. CEO của công ty cũng mong muốn đưa những robot như Achas đảm nhận những nhiệm vụ cứu hộ và ngoài không gian. Trò chuyện với người anh em song sinh kỹ thuật số của Van Gogh theo cách tự nhiên nhất có thể là mục tiêu của triển lãm Van Gogh ở Auvers-sur-Oise những ngày tháng cuối cùng. Sự kiện sẽ diễn ra tại bảo tàng Orsay Paris từ ngày 3 tháng 10, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm thực tế ảo. Theo chuyên gia, điều mới mẻ mà triển lãm này mang lại là trải nghiệm thực tế ảo. Người xem đeo tai nghe vào và du hành qua các tác phẩm của Van Gogh. Chúng ta du hành qua bản màu của người họa sĩ, thơ mộng và thú vị. Chúng được sắp xếp theo lịch sử, nghĩa là câu chuyện hay, được kể có nguồn gốc dữ liệu lịch sử và có giá trị về mặt khoa học. Theo ban tổ chức, để tạo ra nhân cách của Van Gogh, họ đã lấy cảm hứng từ những bức thư cùng hơn 200 cuốn sách mà ông đã xem qua. Họ tự tin biết khá chính xác về những gì xảy ra trong suy nghĩ của Van Gogh. Mục tiêu của công nghệ là nói về cuộc đời của Van Gogh, chẳng hạn như tại sao ông ấy lại tự cắt tay, chia sẻ của ông về đêm đầy sao, hay qua hướng dương là gì. Công nghệ giúp khách tham quan đóng vai trò tích cực hơn trong việc tìm kiếm thông tin, hướng tới một kiểu suy ngẫm mới vì họ đặt câu hỏi và tìm kiếm kiến thức cho riêng mình. Và đặc biệt là có một cuộc trò chuyện với người anh em song sinh kỹ thuật số của Van Gogh theo cách tự nhiên và chân thực nhất có thể. Cư dân tại một thành phố nhỏ của bang Pennsylvania, Mỹ sắp phải nói lời chia tay với một trong những xác ướp lâu đời nhất tại nước này. Sau khi xác định được danh tính, những xác ướp được chôn cất. Xác ướp với tên gọi Stoneman Willie đã được trưng bày tại nhà tang lễ thành phố Reading trong 128 năm. Đây vốn là một tên trộm chết trong nhà tù do suy thận. Sau đó, thi thể của người này vô tình được thử nghiệm một kỹ thuật ướp xác mới lúc bấy giờ. Câu chuyện về Stoneman Willie đã được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ tại đây. Tôi chỉ biết Stoneman Willie qua lời kể của cha mẹ. Tôi đọc tin tức và biết được người ta sẽ tổ chức tang lễ cho ông ấy. Rốt cuộc thì ông ấy cũng được nghỉ ngơi. Với sự hỗ trợ của công nghệ và các tài liệu lịch sử, nhà tang lễ tin rằng họ đã xác định được danh tính thật sự của Stoneman Willie. Dự kiến, xác ướp sẽ được chôn cất vào cuối tuần này. Khi đó, mọi người sẽ biết tên thật của ông vì nó sẽ được khắc trên bia mộ. Balenciaga là nhà mốt mới nhất giới thiệu bộ sưu tập tại tuần lễ thời trang Paris. Nhà thiết kế Demna Gvasalia đã biến người thân và bạn bè thành những người mẫu sải bước trên sàn catwalk. Mẹ của nhà thiết kế Demna là người mở màn buổi trình diễn. Bà mặc một chiếc áo khoác rộng màu tối, ngang eo thắt một chiếc nịt vải và mang giày cao gót mũi nhọn. Lần này Demna tung ra những thiết kế áo khoác rộng khi mặc lên trông giống như chỉ khoác ngoài vai. Nhà thiết kế còn giới thiệu quá trình tạo ra một chiếc áo khoác với phần thuyết minh của nữ diễn viên Isabelle Huppert. Với tốc độ nói dồn dập, Demna muốn truyền tải đến khán giả cường độ làm việc tạo nên bộ sưu tập này. Vedette của màn trình diễn là người bạn đời của nhà thiết kế Demna, nghệ sĩ Loic Gomez khoác lên mình bộ váy cưới được cắt và thiết kế lại từ 7 chiếc váy khác nhau. Tuần lễ thời trang Paris sẽ diễn ra đến ngày 3 tháng 10. Bộ đội biên phòng tỉnh Long An vừa bắt giữ hai đối tượng có liên quan đến một vụ giết người xảy ra hôm 30 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đó là Vũ Xuân Trường sinh năm 2004 và Phan Hoàng Tuấn sinh năm 2005. Trước đó, ngày 1 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được thông báo về sự xuất hiện của hai đối tượng trên, nên phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng chốt chặn các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép tại khu vực xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, nên yêu cầu xuất trình giấy tờ. Qua đó, xác định đây là hai đối tượng có liên quan vụ giết người xảy ra ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Qua khai thác nhanh, Trường và Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện người cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa các nhóm thanh niên tại quán nhậu. Nhưng lần này vụ việc tại Tây Ninh không dừng lại ở đó khi một trong hai bên cùng thành viên gia đình tấn công luôn người thi hành công vụ. Ngày 2 tháng 10, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Huỳnh Quốc Chiến, 35 tuổi và Huỳnh Quốc Thắng, 33 tuổi, cùng ngụ thị xã Hòa Thành để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Riêng ông Huỳnh Tấn Khải, cha của họ, đã bị thương, đang điều trị tại trung tâm y tế.
Trước đó khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 9, công an nhận được tin báo về vụ gây rối đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn và cả hai bên đã ra về. Tổ công tác của công an phường gồm đại úy Nguyễn Thanh Toàn và ba bảo vệ dân phố đã đến nhà mời Chiến, Thắng và ông Khải về cơ quan làm việc. Tuy nhiên, ba cha con đã phản đối, đóng cửa rào và tấn công tổ công tác. Thắng cầm dao gây thương tích cho đại úy Toàn và hai bảo vệ dân phố. Tại hiện trường, công an thu giữ một cây rựa, hai dao, một thanh sắt và một gậy nhựa. Quốc Thắng thừa nhận hành vi chống lại và đâm dao gây thương tích cho lực lượng chức năng. Rạng sáng nay, một xe ô tô con tự gây tai nạn trên đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đôi nam nữ ngồi trên xe bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ, thanh niên điều khiển xe chở theo một cô gái di chuyển hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn. Khi xe di chuyển vừa qua cầu Văn Thánh, thì tài xế hút văng trụ đèn chiếu sáng, biển báo, cây xanh ven đường rồi văng ra ngoài đường. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị vỡ nát phần đầu, phần máy móc của ô tô văng tứ tung ra bên ngoài. Những tin báo, đội tuần tra dẫn đoàn đã có mặt phối hợp với công an phường, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tại Tiền Giang, vào chiều 1 tháng 10, nhóm 4 em trong độ tuổi từ 14 đến 17 đi câu cá tại cống Cái Ngang thuộc địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, nhóm xuống cống tắm thì bất ngờ bị nước cuốn trôi. Ba em được cứu sống, riêng em M mất tích. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân M. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thi thể M được cơ quan công an tìm thấy gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles đã làm nên lịch sử tại giải vô địch thể dục dụng cụ nghệ thuật thế giới vào Chủ nhật ngày 1 tháng 10 bằng cách trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện thành công động tác pai đôi Yuchenko. Đây là kỹ thuật nhảy khó nhất trong mã điểm của nữ và đã được Ủy ban Kỹ thuật đánh giá 6.4 điểm trong việc chuẩn bị thực hiện. Biles đã ghi được 15.266 điểm với tổng số 58.865 điểm trong phần thi toàn diện. Giành được quyền đặt tên cho cú nhảy này là Biles 2, sau một cú nhảy khác cũng đã được đặt tên theo cô vào năm 2018. Pike đôi Yuchenko được đặt tên theo tên của vận động viên thể dục dụng cụ Liên Xô Natalia Yuchenko, người đã phát minh ra động tác này tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 1982 ở Zagreb, Croatia. Với 25 huy chương thế giới, nhiều nhất trong lịch sử của mọi vận động viên thể dục dụng cụ và 7 huy chương Olympic, Biles hiện có 5 động tác được đặt theo tên cô, 2 động tác trên sàn tập, 2 động tác trên bục nhảy và 1 động tác trên cầu thăng bằng. Đội tuyển nữ Mỹ sẽ tranh tài cho huy chương vàng đồng đội vào thứ Tư ngày 3 tháng 10 tại Antwerp, Bỉ. Thưa quý vị, chiều nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Stockholm, Thụy Điển đã công bố giải Nobel đầu tiên trong năm 2023. Theo truyền thống, giải Nobel y sinh luôn được công bố đầu tiên, mở đầu các giải Nobel ở các lĩnh vực khác. Hai cái tên được chọn là Katalin Karikó, nữ giáo sư chuyên ngành hóa sinh, sinh học phân tử người Hungary, và Drew Westman, nhà khoa học người Mỹ. Cả hai đều là người tiên phong, có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển công nghệ mRNA. Được công bố năm 2005, khám phá của họ mở đường cho sự ra đời của vaccine Pfizer và Moderna. Công nghệ này cũng cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn để chống lại các loại bệnh khác như HIV, ung thư, từ miễn và bệnh di truyền. Các giải Nobel vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế sẽ được công bố trong những ngày tới. Cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ vụ cháy tại khu vực nhà xe của tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku. Cảng hàng không Pleiku tạm đóng cổng đến 14 giờ chiều nay, 2 tháng 10. Khoảng 10 giờ cùng ngày, ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai huy động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng tiểu đoàn căn cứ sân bay dập lửa. Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Để đảm bảo an toàn trong khoảng thời gian trên, cảng hàng không thành phố Pleiku tạm đóng cổng để hạn chế ra vào. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 2 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với ông Võ Đình Quốc, đầu bếp Võ Quốc, chủ tài khoản Facebook Võ Quốc về nội dung xúc phạm báo chí trên tài khoản này. Sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Quốc với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Ngoài thừa nhận hành vi vi phạm như trên, ông Võ Quốc cũng cam kết sẽ công khai xin lỗi trên Facebook Võ Quốc và hứa không tái phạm. Trước đó, tối 21 tháng 9, Facebook Võ Quốc có bài viết với lời chửi bới thiếu văn hóa với nhà báo nói chung, cũng như tương tác với những bình luận hưởng ứng. Nội dung này nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây hôm nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.